Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay một cái clip để tham quan cái ao chăn nuôi của mình. Hôm bữa mình chỉ có dèo một mớ bèo thôi. Và sau 10 ngày thì bây giờ bèo nó đã kín hết cả mặt ao rồi. Kín hết luôn. Thì mình có thả lục bình, trồng bông súng thủy sinh vô đây. Và trồng rau chay, tất cả các thứ đi làm bể đẻ cho ốc bu nha các bạn. Cái này là bạc hà, rồi rau nhút. Tất cả mọi thứ nó đều xanh tốt hết rồi nha. Như vậy thì mình mới bắt đầu thả con giống được. Đó. Thì nước này nó đã xử lý hôm ngày cũng gần tháng rồi. Hơn nửa tháng rồi. Thì tất cả các rau, rác, thủy sinh, rau muống, rau nhút, lục bình, bèo tấm, bèo tai tượng, bèo dâu đều có đầy đủ hết, thì nó rất là phù hợp cho cái việc thả nuôi. Mình nuôi cái gì cũng được. Mình thì có ý định là nuôi ốc bươu đen, nhưng mà nước nó đã xử lý tốt lâu như vậy thì chúng ta mới có quyết định nuôi được nha, chứ các bạn đừng có nuôi vội. Ao chúng ta mới có lên bể nước và mới thả bèo xuống cái thứ thì chúng ta đừng có nên thả xuống bất cứ con giống gì hết, hoặc là thả cá cũng vậy, không nên thả nhanh. Cái ao của mình phải để cho nó cũ nước cho nó tốt, thỉnh thoảng có cơn mưa thì chúng ta phải lấy vôi vôi chúng ta xịt sương sương ở trên mặt đầm để xử lý phèn, tại vì cơn mưa nó có cái lượng axit, cho nên là chúng ta chống lại cái vấn đề là nước nó bị axit. Thì hôm bữa thì ở đây nó nhiều nhiều lục bình lắm nha các bạn, nhưng mà mình chiết qua bên cái ao bên kia này. Cái ao bên kia là mình mới làm một cái ao dưới đất. Bây giờ mình dẫn các bạn qua đó xem nha. Cái này thì mình ương bầu bí với mướp với lại cà. Bầu bí thì mình bầu với mướp thì mình trồng để cho ốc bươu nó ăn. Mình mua một bịch 10 ngàn đó, mình ương lên trên đó các bạn. Nay nó cũng đâm mộng rồi nè, nó mới nở đó. Thì mình trồng là trồng để xung quanh đây nè, tại vì bể này là bể mình có che lưới lan á. Mình sẽ trồng cho nó bò xung quanh cho nó tốt. Rồi mời các bạn qua đây nha. Đây rẫy này mình trồng mai vàng. Đây. Bể này thì mình đã xử lý nước rồi. Nước cũng khá là tốt. Đó thì bèo bên đây mình chiết bên đây hôm bữa có một miếng à, có hai cái gầu mên nè. À. Thì bây giờ nó lại sinh sản đầy 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 mương hết rồi. Cái đó là bông súng Đà Lạt mình mới vừa trồng ở dưới. Thì các bạn biết không, dưới này là mình lót bạc mà bạc nuôi tôm công nghiệp á. Nó còn ở dưới đó thì chúng ta trồng bông súng bằng cái chậu 90 á. Chậu nhựa đen á. Chậu 90 đen. Chúng ta trồng bỏ đất tốt vô. Thì các bạn biết là mấy cái ao như thế này thì chúng ta xử lý nước rất là dễ, tại vì mình có cái ống ở dưới này là mình làm cái ống xả nước của cái bể. Thì bên đây là ống ống xả tràn, mà cái quanh đó là cái quanh xả ra, mình làm rất là gọn, một mình làm à. Thì dưới đó là bông súng nha các bạn, bông súng nó rất là tốt, bèo này nó sinh sản rất là tốt luôn. Thì cái này mình sẽ nuôi, một là nuôi cá thác lát cườm, hai là mình nuôi cá chép hường á, chép hường, chép vàng, chép bông rồi trộn lộn á. Mình nuôi để cho nó ăn mỗi buổi chiều vui thôi. Đây thì mình trồng mấy cây xài với mấy cây dừa với mấy cây mít. Ở bên đó thì mình trồng một rẫy mai vàng luôn nha các bạn. Thì nước này mình cũng xử lý sau cái ao trên kia hết mấy ngày thì nó cũng đã rất là tốt rồi. Mình muốn biết nó tốt hay không á thì chúng ta kiểm tra rễ lục bình. Cái rễ lục bình mà nó phát triển ở dưới mà cái nó trắng á, nó trắng mà nó hút chất dinh dưỡng mà nó trắng á, nó đẹp á, là cái nước nó tốt nha các bạn. Nè ví dụ như rễ nó phát triển tốt cả này nè các bạn thấy không? Đó, như vậy là nước rất là tốt, lục bình nó rất là tốt, nó sinh sôi rất là non luôn. Các bạn thấy chưa? Thì là chúng ta thả cá được rồi. Thả cá thả gì cũng được, thả cái gì xuống đây, ốc hay là cá tai tượng hay là cá chê là cá chim gì đó, cá gì cũng được, nước này nó ngọt rồi. Còn bây giờ mình qua đây nha, các bạn qua cái ao này. Cái ao này là mình mới mới làm sao nhất, mình cũng mới xử lý nè, mới xử lý nước luôn. Mình tạt
vôi với lại vôi khử phèn với lại phân, làm cho cái cây nó có tảo, cái nước nó có tảo, cái ao nó có tảo, xin lỗi nó cái cây đó. Ở đây thì nó dưới bóng cây dừa mà dưới này là bóng cây mãng cầu, nó cũng khá là mát rồi. Đất cái này thì nó cũng cũng tương đối tốt. Thì những cây mướp mướp với bầu nãy là mình sẽ trồng xung quanh này. Đây là lan, khoai lang mình trồng ở đây để cho nó bò ra, nó che cái ao thì nó sẽ tạo cái mô hình tự nhiên. Ở đây là mình trồng khoai mì nè, khoai mì này để mình lấy lá cho ốc nó ăn, mà mình lấy khoai mì nhà luôn á đó. Đó mình trồng nó không mớ khoai mì đó, đó. Đây đất rất là tốt. Mình làm được mới có mấy cái ao thôi các bạn, làm mình thử thôi, nuôi thử. Thì nước bên đây cũng bắt đầu tốt nha các bạn, bắt đầu tốt luôn. Các bạn muốn biết tốt đó là các bạn nhìn cái rễ lục bình. Các bạn thấy cái rễ nó chưa? Rễ của nó phát triển là như thế này nè. Thì là mới tốt. Nhưng mà nước này thì chưa hoàn toàn tốt nữa, tại vì nó còn hơi trong quá. Nó trong quá thì trong vắt luôn thì không có được. Đây có những con sâu nè. Sáng giờ mình bắt sâu rất là nhiều. Sâu nó ăn. Nè, mình quan sát sâu nè. Sâu này thì mình nên xử lý nó. Đây, nó núp ở đây. Này nè các bạn, nó ăn sẽ hết mấy cái đồ của con ốc luôn. Mình cứ tưởng ốc ăn nhưng thật sự là sâu ăn. Mấy con này là mình xử lý nó, mình giết nó. Nó thì nó lên liên tục. Nó là xuất hiện ở trong ao đầm liên tục luôn. Này các bạn, cái này cái ổ gì không biết, mình coi cái ổ này cái ổ gì đây nè. Không có sâu. Có sâu là nó sẽ ỉa cứt ra là mình biết à. Đó, thì cái video này làm cái clip để cho các bạn tham quan nha. Mình muốn nuôi thì phải xử lý nước ao, nước lâu vậy cho nó cũ xuống, nước nó tốt rồi đầu mình mới nuôi nha các bạn. Rồi, khi nào thả giống như thế nào thì mình sẽ làm một cái clip tiếp theo để chia sẻ cùng các bạn nha. Vôi thì mình tạt vôi Dolimix 30.000, một bao đó là 25kg, 30.000, mình xài mỹ mãn luôn, xài lâu luôn. Một cái ao ở đây mình tạt cái này nửa gầu mên, mình pha nước loãng mình tạt nhẹ nhẹ đó. Còn phân mình tạt ở dưới là để tạo cho cái tảo nó xanh với lại cây cối cái thủy sinh nó tốt á. Là mình làm phân hữu cơ. Mình lấy phân DAP đạm nhiều. Phân đó mình bón gốc cây trồng đó, gốc mai vàng rồi đó, mình tưới xuống mình tạo cái lớp đáy nó tốt liền. Thì bây giờ xin chào các bạn nha. Mai mốt mình có làm cái clip để thả giống thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Giờ này thì cái ao này thì nó bèo nó lên kính đó trời. Nhưng mà mình phải làm một cái ao hay ao dự trù vậy đó, để mình nuôi bèo với nuôi lục bình, kéo để khi mà ốc hay là cá đồ nó có ăn bèo tắm á thì mình có cái ao để nuôi bèo, để mình vớt bèo vô cho cá hay là ốc nó ăn, thì cũng có cái nguồn thức ăn tự nhiên để mình khỏi tốn. Ốc với một số loại cá thì nó cũng không có ăn cái gì đó nhiều lắm, mình cũng đỡ tốn chi phí, nuôi chơi vui thôi. Còn mỗi một cái ao bạc như bể bạc thế này nè, thì mình mua với lại cây luôn thì lòng vòng chắc không tới 500.000, 300 mấy 400 là tiền bạc. Còn cây thì mình của nhà mình tận dụng, mình đốn ở trên dãy, mà mình tốn tiền mua cái ống với cái quan với cái đường xả tràn á. Lên đây mình xả cho các bạn nghe. Tức là trong này mình đã làm một cái lỗ, cái lỗ rồi mình bịt cái đầu lại đó các bạn thấy chưa, mình cưa nhỏ 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 vậy đó, không cho cái con giống nó ra, ốc hay cá cũng không ra được, bịt cầu lại có cái chụp đầu ống á. Đây là mình xả tràn, tức là mình khi mình làm cái ao rồi mình vô mực nước đầy đi, rồi mình đo, mình nhắm cái mực nước nào tới đâu mà mình đồng ý để nuôi á, thì mình sẽ cưa cái ống này ngang đây. Tại vì cái chữ T này nó ngang tới đây thì nó sẽ thông lên đây. Nước trong ao có cao hơn nữa thì nó sẽ tràn ở đây. Nó sẽ không bao giờ tràn trong này. Trong bể nó không có tràn. Và khi mình muốn xả, ví dụ như mình muốn xả cái ao ra thì mình chỉ mở qua này thôi. Này các bạn ha. Đây mình mở. Đó.
mở là bắt đầu nó chảy. Đó. Mở ra nó chảy. Nước ở trong ao dung cả nào cũng không không tràn bể được. Là nó đã xả tràn ở đây rồi, rất là gọn. Không có cái ống nào ở trong bể cho nha. Còn có một số anh em cũng có cái cách khác là để cái ống ở trong cái ao. Nhưng mà mình thấy á, để cái ống xả đáy với xả tràn cũng trong ao luôn thì mình thấy khi mà mình muốn vệ sinh ao hay là mình muốn thu hoạch cá hay là ốc, mình xúc hay đào hay là mình gom ốc hay gom cá thì á, mình vợt ốc vợt cá thì nó sẽ dễ bị dướng. Với lại trong đây nó thủy sinh nó trôi tới trôi lui nó dướng, thấy nó cũng không có đẹp. Thì mình mới thiết kế là cho nó nằm ở ngoài. Đó vậy đó. Này là mình cũng mới mới vừa học thôi. Thì nó ở trong này nó tràn hơn cao giống này thì tự động ở đây nó sẽ tràn ra. Đó. Các bạn thấy clip này có nó hữu ích thì các bạn cho mình xin một like nha. Xin cảm ơn. Chúc các bạn chăn nuôi hay là làm cái gì cũng được thành công nha. Cảm ơn rất nhiều.